Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Chợ Phiên Tây Bắc. Hôm nay mình sẽ đi trải nghiệm chợ Chín Sáng. Sẽ dẫn các bạn đi xem hôm nay phiên chợ này có những cái gì nha. Cùng đi theo mình. Đây là bắt đầu là từ cái cổng mà đường ở ngoài đường đi này. Bây giờ đi sâu khoảng đi lên phía trên khoảng 50 mét nữa thì sẽ đi vào đến cổng chợ nhá. Dọc hai bên đường mà khi bà con đi chợ thì không có cái bãi đỗ xe nào đâu, toàn phải đỗ ở dọc hai bên đường này thôi. Chợ này gọi là có tên gọi là chợ Chín Tráng. Chợ này được họp vào ngày thứ tư hàng tuần nhé mọi người. Đây, dọc ở hai bên phía đường này, bà con cũng xếp hàng ngồi bán hàng theo một dãy chiều dài này luôn. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi là mình sẽ đưa được các bạn đi vào bên trong cái phía cổng chợ, xem cái phiên chợ ngày hôm nay có cái gì đặc biệt không so với các phiên chợ khác không. Wow, em bé đang ăn bánh bao à con. Xấu hổ nữa cơ. Đây, bắt đầu bước chân vào ngoài phía cổng chợ thì đã được bày bán đồ nướng rồi. Ở ngoài này này rất là ngon. Xuống chỗ khu này đây, em sẽ đi vào cái khu mà ẩm thực cho mọi người cùng tham quan nhé. Bây giờ chỗ này nó đang làm mà cống sửa nên là đi là phải đi bằng bậc bậc này. Đây phía bên dưới này đây là đang vào khu ăn uống rồi đấy. Một tuần phiên chợ chỉ họp một lần mà bà con dân bản đi chợ phiên này chủ yếu là mua sắm hàng hóa và thưởng thức gặp gỡ nhau uống rượu ở ngoài chợ. Đây em bé này ăn rất là ngon. Đi chợ phiên ấy mà không thưởng thức các cái đồ ẩm thực này, thịt lợn đen hay là gà đen gà bản thì rất là tiếc. Cô chào em bé nha. Wow, em bé ăn giỏi thế nhờ. Em bé này được mấy tuổi rồi à chị? Hơn một tuổi à? Đây là lợn chân giò, móng giò. Con cho có đi mà. Chào em nha. Này đi đâu ấy? Đi em mua gà. Đi mua gà về làm gì? Về bẻ ngô. Về bẻ ngô à? Mua gà về bẻ ngô. Hôm nay chợ cũng rất là đông. Khu này đây là chuyển ra đây là khu chợ mới rồi đây. Ở khu đâu thì phải tính biết chợ. À, đây là những cái đầu lợn này, củ lợn rất là ngon luôn. Nha. À. Cháu chào ông. Con chào ông nha. Hôm
nay ông đi chợ với cả con trai à, với con dâu à? Ông có nhận ra cháu không? Có, à đây ông này, ông nhận ra này. Em Tuyên con ạ. Ông chính tỏ chỉ nhớ cũng rất là tốt nhá, ông vẫn nhận ra cháu. Tình cờ hôm nay đi chợ phiên là hai vợ chồng em đã gặp lại ông khán giả có biết ông mà qua kênh của Sapa TV, ông chính là ông Mình, nhưng mà ông cụ Mình ở trên chiến chén. Khỏe, rất chắc luôn. Đây hôm nay hai vợ chồng mình gặp ông Mình ở trên chợ Xín Tráng. Hôm nay là một phiên chợ sau mấy ngày dịch vợ chồng mình đi về đi nên là phải cho cái món ăn ngày hôm nay là sẽ có mèn mén, thịt lợn tai, và đây chính là thịt gà bản. Cho bác nào ông đậu nhá. Mèn mén là không thể thiếu được óc đậu nha mọi người. Nhiều người cứ hay là tò mò, cả hai vợ chồng em là biết là mèn mén là cái gì, óc đậu là cái gì, nhiều người hỏi món này lắm. Ai mà muốn biết về món này ấy, tò mò ấy, thì đi lên chợ phiên này thưởng thức, gặp vợ chồng em đưa đi trải nghiệm luôn. Đây ông ơi, thìa của ông đây nhá. Đây đũa của ông này. Mọi người ở đây các bạn nói gì kinh dị đây, quay thì ông đậu ấy. Em là lấy thịt gà đấy, ông ăn thịt gà nhá. Đây thịt gà nó mềm này. Đây, cháu mời ông nhá. Bây giờ em đi chợ mua hàng bây giờ về xong ạ. Mèn mén là vẫn phải than với óc đậu, ăn mới là đỉnh cao ở trên này. Luôn ăn nói ăn ngon. Đây là miếng tai à, tai lợn đen. Bố mẹ đi phiên chợ này đa phần cũng cho các bé này ăn mặc rất là xinh đẹp để đi chơi chợ phiên nhá. Các bé ở trên này không phải là ăn cháo như bé ở dưới thủ đô đâu, mà toàn ăn bánh phở này, thịt này, như kiểu người lớn luôn. Chị ơi, em bé này được mấy tuổi? 1 tuổi. 1 tuổi mà ăn giói này á? Thế bình thường như chị mà sinh bé ra thì bao nhiêu lâu thì cho bé ăn cơm? Chị hiểu ngắn là không hiểu được dài đúng không? Lối đi ở trong chợ này nhé, bà con dành ra rất là nhiều các cái lối đi này, phân ra thành khu riêng biệt nhé.
khu ẩm thực ăn uống, khu bán quần áo, giày dép, đồ thổ cẩm, khu trâu, khu bán trâu ấy, khu bán thịt lợn, khu bán rau và khu bán hoa quả, rất là nhiều loại luôn. Đây đường ngã rẽ xa xa, đây phía xa xa kia chính là chợ Châu ạ. Do cái bãi đất này mới san gạt ra, xã san gạt ra để làm rất rộng, làm tạo thành một cái khu chợ này, sau này cũng to, to hơn cả chợ Cán Cấu luôn ấy. Này mà du khách mà đến đây mà tham quan ấy thì được mở rộng tầm mắt luôn. Đây là bà đang dán bánh. Ở trên này rất là hay nhá, bà không dán bằng cái chảo như ngoài mình đâu mà bà dán bằng cái xong này luôn đấy. Dán bằng cái xong này nó không bị mỡ bắn ra nhà bà nhỉ? Nó không bắn, nó bị bùi về nó không bắn vào đây. À ý là ngồi đường sợ bụi bẩn gì? Những người cạnh đường mình phải biết làm chứ. Nó cao mà, làm gì nó bay lên trên. À bụi nó không bay được lên trên. Bà rất là tỉnh đòn đấy. À, bà làm xong bà vừa cho cái đỗ ở trong đấy à, xong rồi bọc nhân vừng ở bên ngoài. Ở trên này bán cho bà con chỉ mấy nghìn một cái bà? Thế còn cái bánh như bên này? 5 nghìn. Bánh này là bánh gì đây bà? À cũng là bánh nếp gói vào, nó có một loại mặn một loại ngọt nhở? Ngọt 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 như nhạt. Đây cái bánh phở này là do bà con trên này là tự tay làm. Mới cắt trước con nhà nè. Mỗi khi làm thì sẽ được chia vào cái từng cái gói nhỏ nhỏ, có gia vị này, nước chấm này. Và bánh phở cái này là cân một hả chị? Một cái túi như này là bao tiền chị? 20.000. 20.000 một túi. Thế còn dưa thì ai mua thì là lấy riêng à? Kèm nhau. Kèm theo, ai ăn thì mới cho đúng không? Bà con một số người đã mua được đồ để đi ra về rồi. Đây bắt đầu phía ngoài cổng chợ, bây giờ đi vào bên trong đây. Dọc hai bên cái đường mòn lối nhỏ nhỏ bé bé này này, bà con tụ tập bán hàng rất là đông. Đây mùa này đang chính vào mùa thảo quả, mà thảo quả tươi ở trên này nhé. Đây mọi người xem, quả rất là đẹp. Em chào chị nha. Đây các bạn biết là trái gì không? Chính là thảo quả tươi. Mà quả thảo quả tươi này thì sẽ có là màu đỏ như kiểu là đỏ đô ấy. Còn đến khi mà được phơi khô thì nó sẽ có các cái màu đen. Đồ mua tươi này là sẽ rẻ hơn là đồ khô nhá, nhưng mà dùng rất là thơm ạ. Bên cạnh thảo quả đây chính là rau dớn rừng, một trong những ẩm thực hoặc là cái món rau mà đặc sản ở trên vùng Tây Bắc này đấy ạ. Đây là dưa chuột. Chị ơi chị, chắc là cái bánh này là gọi là cái bánh gì? Không biết gọi là bánh gì. Thế tí là chỉ biết là tiếng Mông này ạ? Thế tiếng Mông gọi cái bánh này là bánh gì? Tên này. Tiếng Mông á? À. Tiếng Mông là... À, tiếng Mông cái này này. Hò tàu phứ. Hà tàu gì? Hò tàu phứ. Hò tàu phứ. À, cái này chị chỉ biết nói bằng tiếng Mông này. Hà tàu phứ. Rồi em cảm ơn nhá. Đây chỗ này lại là một cái quầy bán hàng mà rất nhiều các loại mà bánh phở nữa. Mùa này bắt đầu vào mùa
của cây sâm đương quy. Chào chào cô, chào cháu sờ tí nhá. Sâm đương quy ra cái vụ này cổ là bé đấy nhà bà nhỉ? Bắt đầu vào mùa là bé à? Cái này này. Đang nhìn một lạng nè. 5.000 một lạng á? À ý là cô bảo 5.000. Sâm đương quy, à cái loại này bé quá. Nếu mà ai mà muốn mua cái sâm đương quy này này về ngâm rượu này, hay là làm đồ tần này, hoặc là lấy cái lá này nhá, lá này xào với cả các loại thịt này, mà ngon nhất là thịt bò với thịt ngựa. Này ăn rất là tốt cho sức khỏe đây này, gọi là sâm đương quy. Nhưng mà với điều kiện là ai mà muốn mua thì phải chọn các cái củ to, dễ dài, mập, ngâm rượu hoặc là mua về đồ tần hay là nấu canh xương ấy rất là ngon. Lấy hết được toàn bộ luôn. Ngâm rượu và ngâm cả cây này thì càng đẹp. Còn đây là phía bên cạnh là rau bí. Cà. À, bên này là bà đang bày bán ớt. Ớt ở đây chín đỏ cay. Ớt này chính là do bà con dân tộc ở trên này trồng nhá. Bán là toàn bán theo bát thôi. Bà đang thêu cái áo à? Hay là khăn? Chipo Chipo là không biết. Bà con trên này là ai cũng phải biết thêu hết đấy ạ. Học thêu cái này toàn thêu từ lúc bé đó, 5, 6, 7 tuổi. Dạ. Đây, bên cạnh chỗ ngồi của bà được trưng bày bán rất là nhiều các loại hoa lan. Do bà con ở trên này ấy, ít tiếp xúc với cả người Kinh ấy, nên là đến khi mà hỏi cái gì thì toàn bảo là chipo. Mà chipo thì tiếng Mông là bảo là không biết, không hiểu. Đây, xin giới thiệu với mọi người, đây chính là củ tam thất tươi. Mùa này ở trên này đang rộ lên ạ. Bà con bắt đầu là đến mùa thu hoạch rồi, củ tam thất tươi rồi. Có rất là nhiều loại nhá, nhiều các cái kích cỡ size khác nhau ấy. Có loại 10 củ 1 cân này, 12 củ 1 cân này, 15 đến 17 củ 1 cân này, và 20 củ 1 cân này. Cái loại củ này có thể dùng ngâm rượu. Ngoài ra mình có thể là thái lát mỏng mỏng ra, tần gà, tần thịt, tần tim bồ câu. Và còn tần được rất là nhiều các thứ nữa, như tim cật nữa. Ngoài đấy là mình đang nói là cách dùng tươi nhá. Còn nếu không muốn dùng tươi thì có thể là mua về rửa sạch. Sau đó là mình sẽ phơi khô. Phơi khô là mình sẽ nghiền. Các bạn biết không, cái củ tam thất này là rất là tốt cho sức khỏe luôn ấy. Đặc biệt là phòng chống các loại bệnh như là ung thư này, điều hòa huyết áp này. Đây là các loại rau củ quả được bày bán. Mỗi người có một cái bàn nhỏ nhỏ xinh xinh như này này. Đây của chị này thì có măng lứa luộc, su su quả để già đấy chị nhỉ, già mới mang đi bán à. Cái này bây giờ là bao nhiêu tiền một ký, cái trái su su này này? 10.000 một cân à?
Thế tí quay ra em mua mấy ký cho chị nhá. Đây là cái con gì mà nó to thế chị? Muỗm. Con cào cào đấy. Cào cào. À, con này ăn hay là cho chim gì? Cho chim cũng được, ăn cũng được. Không, nhưng mà em tưởng ăn là nó ăn con bé chứ, có phải là con loại to này đâu. Nhiều người cái này ai dày nhá. À? Nhưng mà nhiều người ăn không được chỉ bị ứng. Nhiều người là ăn cái này là, à, nếu mà không hợp là bị dị ứng đúng không? Cấm lên chị đi, lên mạng nhá. À rồi, ok. Không lên mạng đâu nhá. À, không lên đâu. Ừ, đây là loại ổi. Nhiều người ai ổi này rất là thích mua này, mua để mình cho vào trên xe nhỉ. Yeah. Một lọ như vừa nãy đấy là bao tiền? Cái lọ mà chị cầm này này. Không sợ rồi, ôi này lên tivi càng xinh, chị xinh ấy là xinh. Cái lọ này là mấy nghìn? 15 nghìn một lọ này nhá. Ai mà ăn quen cái lọ này này thì mua về này, chế biến này, rất là ngon. Như chị hay ăn thì chị xào cách nào là ngon nhất? Xào cái gì? Chế biến cái này này. Chế biến cái này á? Ừ. Không biết. Nhưng mà nhìn lùng thì lấy về xào, xào không thì cũng lấy chế biến, lấy cái... cái gì đấy, da thì xào luôn, có nhiều người thì ăn được, không nhiều người ăn không được đâu. Ý là nhà chị chỉ xào không thôi à? Ừ. Chị là người dân tộc Lùng luôn à? Ừ. Nhà cách đây xa không chị? Ừ, Văn Mỹ. À, từ đây đến đấy là bao nhiêu cây? Gần 13 năm mấy anh. Em là 5 cây vậy. À, 5 cây. 3 cây thôi nhỉ? Ừ. Đi bộ à? Đi bộ đến đây hay đi xe máy? Đi bộ. Thế này có đi bán hàng gì không? Hay là đi chơi? Đi chơi đâu, đi chơi hay vô. Thế thì tí chị mua hẳn một lọ này về ăn không, luôn. Ăn chị ăn không được đâu, ăn thì uống luôn. Ừ. Nếu mà cho chim ăn thì ăn. Em thì em hay ăn cái con nhưng mà là bé rồi, không phải con to này đâu. Con to, ừ, đúng rồi, con bé ăn ăn ngon, con to thì ăn không ngon. À. Con to cái này ăn thì uống luôn đấy. Sợ ngứa lắm nhỉ? Ừ, sợ ngứa. Ăn xong lại đi viện để chết. Ừ. Đây, cái con này. Mình thì hay ăn con cào cào bé thôi, nhìn thấy cái con này đại ca này to quá, không dám ăn. Đây là cà chua bi. Các loại mà rau củ quả trên này là toàn do bà con trồng hết đấy. Ồ, này có ngọt không? Ngọt á? Bán bao tiền một túi này? 10.000 à? Đây thế tí nữa. Đây tí em mua một túi này đây nhá. Em ăn luôn cái quả này mà ngon. Wow. Mọi người nhìn này. Ổi đây là ổi bà con trồng luôn này. Mình cắn á, nó có vị này, thơm. Thơm phức luôn đấy. Mà lại còn ngọt nữa chứ. Ngon quá, em phải lấy một túi ạ. Buộc vào hộ mình đấy. Buộc vào hộ mình mua cái túm đấy nhá. Rồi mình xin. Rồi mình xin nhá. Đây là bên này là ông đang bán măng. Loại măng này là măng gọi là măng ngọt đấy. Về này là cứ đấy là xào luôn à? Có phải luộc lên không? Luộc đã ăn mà nó không đắng. Luộc lên chấm luôn nhỉ? Ở đây ông bán bao tiền một ký anh? 15.000 một ký. Nó không tính ký rồi, nó tính cho kết quả. À, tính theo quả đây à? Nhưng mà mỗi quả lại phải được 2 cân con, này. Con to là 20.000 đến 25.000, con bé là 10.000, 15.000. À, ở đây là bán tù mù theo cái, nhưng mà người ta cân áng chừng rồi nhỉ? Chuẩn phết rồi. Đây phía bên này của bà này, thảo quả tươi đây bày bán rất là nhiều. Đây các loại quả này là để
Mua về để ngâm ngâm rượu đây này. Chị ơi, chị quả này tên là quả gì? Quả này là nho nho rừng à? Này ngâm thì là có, uống thì là có vị gì anh? Cái loại này em chưa ngâm bao giờ, em chỉ ngâm ngân nha. Cái loại nho tím của mình nha. À, cũng chưa được ăn bao giờ đúng không? Chưa được uống, anh cũng chưa ngâm rượu bao giờ nên anh không biết mùi vị. Đây bên một dãy riêng này là bán các cái đồ bỏng này, quẩy này, các món ăn mà yêu thích của các bé này. Cho nó ăn tới giờ. Em chào anh nha. Đây là, các bạn biết đây là quả gì không? Nhìn xa xa mình tưởng đây là quả bí. Nhưng mà không phải đâu. Đây là quả dưa hấu đấy, mà chính bà con ở trên này trồng luôn. Dưa hấu này trái nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Dân ấy nhỉ, anh nhỉ, dân trồng quả bé. Nhưng mà bé này nó mới là dưa sạch này. Anh bán cái này theo cân à? 10.000 một cân. Ăn có ngọt không anh? Tí nữa em quặn, tí em quay ra em lấy. Đâu anh theo cho em. Cắt cắt thành miếng vào đây à? Tử xong rồi tí nữa em quay ra em mua nhá. Ngọt vết. Ngon thì không bản, cái kia đẹp lắm. Không, nhìn cái màu của cái dưa này không đỏ như cái dưa gọi là dưa miền trong ấy nhỉ, gọi là dưa Sài Gòn ấy. Đấy, nhưng mà em thấy ăn này còn thơm hơn đấy. Ngon quá. Không có tiền thuốc nào luôn anh nhỉ? Ngoài cái này mua về cho con ăn đảm bảo luôn. Cái này là thường hay được trồng ở đâu anh? Trồng ở dưới bờ sông. Bao nhiêu một cân dưa hấu? Trồng bờ sông á? 10.000 đó. Cái gì nhỉ? Thế mới là dưa chắc của nó. anh ngồi đây đến mấy giờ? Người đây từ 6 rưỡi. Không, 6 rưỡi ông đến mấy giờ thì lại về tí nữa ấy. Đấy, khoảng chiều khoảng 2 giờ. Anh có biết chọn những quả như nào ngon không? Bí quyết chọn dưa như nào ngon không? Những quả như này. Quả nào cũng ngon nhiều nhau đây, nhưng mà thích chọn những quả như quả. Đâu như anh bán dưa mèo này quen đây, gọi là dưa hấu, như gọi là dưa hấu mèo đi. Quả nào đấy tầm như quả nào thì ngon. Quả nào thì ngon, quả nào đấy như là xem nào lấy quả nào thì đấy vỗ vỗ vào đấy bộp 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 bạc được à? Như cái này là ngon rồi. Đâu? Như quả đấy là ngon à? Quả này á? Anh nhặt cho em mấy quả vào túi không? Em để đây tí em quay ra em lấy nhá. Cho túi xanh anh. Túi xanh. Lấy tin quả nào? Đem thích quả kiểu dài dài tròn tròn này cơ. Chưa cứ để đấy đi. Đây, chính tay em phải nhặt chọn ít dưa. Bên này là của người khác. Một nhà đó. À, cũng cùng một nhà. Đây. Đấy quả đấy ngon không?
ngon như nhau ấy cả. Em gửi tiền nhá. Rồi em xin. Để dưa chua này sạch nên là mình mua về cho các con ăn đấy. Bây giờ em đã xuyên ra cái cổng chợ này là cổng chợ mà đi vào, bắt đầu đi vào mà gần chỗ mà chợ mà nuôi trâu nuôi bò. Ở chợ này thì hoa quả bán nhiều hơn. Còn dãy chợ bên kia là chủ yếu là bán rau củ quả. Đây ạ, toàn bộ chợ bên này là hoa quả nha mọi người. Mùa này bây giờ bắt đầu là đến mùa lựu rộ lên, đây là mùa nhãn đấy này. Bà con là hầu như là ai đi chợ là cũng phải xách một túng đồ và hoa quả mua về nhà để ăn. Ở khu này thì bán bày bán các cái đồ gia dụng mua về nhà dùng như là mẹt này, chảo gang này. Chuẩn bị bây giờ sắp vào cái năm học mới rồi đấy. Bà con dân bản này đi mua sắm đồ quần áo cho các con đi học ở chợ này cũng rất là đông. Khu mặt này đấy chính là khu bán quần áo váy của người dân tộc Mông, dân tộc Lùng, Giấy, Sa Pó ở trên này ạ. Chết, cái này là mua về để làm cái gì đấy? Đai đai à? Váy. Làm váy á? Không, nhưng mà cái trắng trắng kia mà cũng thêu vào váy luôn à? Đúng rồi, vào chỗ này. À đúng rồi, tại vì nó nhiều màu sắc sặc sỡ ấy nhỉ. Có cái gì này? Đẹp lắm, mua đẹp cút nhé, tí nó tí vô, tí vô. Đang mặc cả, trả giá. Bà con ai cũng mua được đồ để xách về rồi. Người thì mua được rượu này, người thì mua gà. Đường ngoài này là chính là đường đường chính đấy. Đây mọi người cùng tham quan nhé. Nhìn dọc hai bên đường này bán bày bán rất là nhiều các mặt hàng luôn đấy. Bốn bề xung quanh đường đều là chỗ để ngồi bán hàng hết. Để đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch Covid 19 theo quy định, đồng thời đây ngoài chỗ khu này đặc biệt này bán rất là nhiều cái chổi lúa mạch ạ. Hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng nguyên tạng, nhiều chổi lúa mạch này. Hàng tăng giá, nhiều chất lượng. Đây là thành một khu thị trường theo đúng quy định của pháp luật. 6. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra giám sát. Sau khi đi một loạt chợ phiên về rồi, em đã mua được rất là nhiều đồ. Sau đây là em xin kết thúc cái video tại đây. Ai mà muốn đi chợ phiên Tây Bắc ở vùng mạn Tây Bắc này nhá, thì cứ liên hệ trực tiếp với em nhé. Hoặc là xem thấy yêu quý em ấy thì vào like và subscribe cho kênh chợ phiên Tây Bắc của em nhá. Hơn thế nữa là ai muốn mua các cái mặt hàng gì ở cái vùng Tây Bắc này, ví dụ như là lấm ngọc cẩu này, ba kích này, hay là bất kể các cái đồ gì mà thông dụng cho bà con ấy, thì cứ alo liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0974 686 389 nha.